hèn hết thà. Hèn, bị cái là hơi kỹ tính thôi. Mai mốt á, lấy vợ thành phố Hồ Chí Minh cũng bớt khó tính kỹ tính chút hay sao? Bớt khó, nhưng mà cái kỹ tính thì để giảm từ từ. Giảm từ từ đi. Em nghĩ là cái kỹ cũng không phải là cái lỗi do mình hay là cái điểm yếu của mình. Kỹ có nghĩa là không phải là giặt mắt mỗi cái mỗi nói. Nhưng mà kỹ chẳng hạn như bây giờ em kỹ nhất là mình có vợ, ví dụ như ăn cơm để thao chén chồng đó. Em gai mắt em không chấp nhận được. Ví dụ như em nói một lần vợ không rửa, anh em nhận sàn em vô rửa. Nhưng mà đừng để chiều ăn rồi chồng để sáng. Rồi ăn em rửa liền. Ăn rửa hoặc là dọn nhà dơ thì quét liền. Công việc của em dạ quét hay lau đi cho nó mát chân chút. Hoặc là vô bếp, giặt thì máy giặt máy lạnh em đầy đủ hết. Tại vì làm liền đừng bày hay. Vô bếp thì dụ trên mặt bếp ga rồi lúc nào tới láng đừng để mở dầu. Thì anh giống vậy, anh giống em không làm thì anh làm. Nếu hai chồng mình thì thôi, mà nếu có người thứ ba chẳng hạn như mẹ anh lên thì đó là mẹ đánh giá em chứ không phải là anh. Nhưng mà anh không có đại sắc vợ đâu. Nhưng mà việc đó nhiệm vụ là dù em làm hay hơn. Hoặc là nhang đèn cũng vậy. Giờ không có em thì anh đốt, nhưng mà dù có em anh nghĩ người phụ nữ đốt nhang cho mẹ quan âm thì nó hay hơn. Đó đúng ý em Mai Trang. Đúng ý rồi đúng không? Trai giới thiệu về mình. Xin chào chương trình và hai MC và bạn nữ ở bên kia. Mình xin tự giới thiệu đầy đủ họ tên Huỳnh Ngọc Sang. Nguyên quán thì Hậu Giang nhưng mà hiện nay em làm sinh sống ở Tiền Giang. Ở huyện nào? Cây Lậy. Làm gì dưới Sang? Dạ buôn bán sửa chữa xe đạp điện. Buôn bán sửa chữa xe đạp điện. Dạ. Sang ở Cây Lậy với ai? Dạ chỉ có hai cha con, em với con em. Con Sang lớn chưa? Dạ 7 tuổi, học lớp 2, con trai. Cái nhà ở Cây Lậy là nhà của mình luôn hả Sang? Dạ không, có đó em thuê mặt bằng. Mình có nhà riêng không? Nhà em cũng chưa có, nhưng mà em có đất thôi. Dạ em có đất thôi. Đất ở đâu? Đất ở dưới nhà, ở dưới Hậu Giang á. Đất Hậu Giang. Dạ. Là Hậu Giang còn ai dưới không? Còn mẹ với thằng em trai. Rồi tôi hỏi giùm nhà gái nhiêu đó đó. Dạ. Nhà gái nghe rõ chưa? Dạ nhà gái nghe. Rồi. Rồi bây giờ mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ em xin kính chào anh Quyền Linh và dạ. MC Ngọc Lan. Chào anh trai bên kia. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 76. Hiện em làm ở Bình Dương và nhà ở quận 12. Chị ở quận 12 là chị ở với ai? Ở với mẹ, với con trai. Chị Hương làm công việc gì? Bán hàng thời trang, công ty Aeon Bình Dương. Ưu điểm khuyết điểm của Sang là gì Sang? Thật sự em nói ưu điểm thì em rất là nhiều, yếu điểm thì ít lắm. Cái đó em nói thật, tại vì em cũng xa quê từ nhỏ rồi. Ngày trước em cũng sống Bình Dương, rồi giờ mới về Tiền Giang. Chẳng hạn như trong gia đình hoặc là trong tiệm xá của mình thì hầu như một tay em làm hết, bắt câu điện hoặc là nấu ăn nấu uống hoặc là chăm sóc con cái. Bởi vì em với mẹ nó chia tay thì lúc đó nó mới mười mấy tháng à. Chia tay bao lâu rồi Sang? Dạ 5 năm anh Linh. 5 năm. Mình ở nhau mấy năm? Mà ở chừng không được 3 năm. Lý do mình có thể chia sẻ với chương trình được không? Lý do thì không có gì quá đáng hết, nhưng mà nhiều cái việc nó nho nhỏ, nhiều ngày vậy rồi nó thành to. Em với vợ em chia tay thì giữa hai nhà hai bên không hay luôn á, thật sự không hay luôn á. Là điều ngỡ ngàng, không hay. Nhưng mà cảm tức giác là không có lớn tiếng gì hết, nhưng mà có cái là nó hình như nó không hợp ý với nhau á anh Linh. Em cảm giác là em có một cái lỗi nào trong câu chuyện này không? Cái chuyện em với mẹ nó thôi nhau là hoàn toàn em không có lỗi. Cái bước đầu tiên em không lỗi, nhưng mà em có sai về cái phần sau. Là sao phần gì? Cái phần sau có nghĩa là chẳng hạn như giờ một người vợ của mình đó làm không vừa ý mình cái gì đó, em cứ sửa chữa mà hơi ương ngạnh cứng đầu vậy đó, thì từ cái chỗ đó nó mới ly tan. Bắt đầu ly tan rồi thì mẹ nó về dưới, về mẹ ruột thì cũng là chờ đợi em trong một năm hoặc là hai năm để em về em ở nghỉ, hoặc là có thể em xuống nước nhỏ để mà mẹ nó quay lên trở lại. Nhưng mà em thì cũng có cái tôi hơi lớn chứ em cũng lúc đó em cũng hơi ỷ lỗi xíu, nói cho ngay thì em thấy em sai cái chỗ đó. Nói chung em không có hạ mình để cho cái người đó thấm, không có chiều để thấm người đó quay lên với con và với chồng. Đó là em thấy cái tôi của em là cũng như là thay vì mình nói sao cho người phụ nữ đó thấm thì chắc có lẽ là hàn gắn lại được, nhưng em cũng buông luôn. Em có khó tính với vợ không? Em không có giặt mắt, không khó tính với vợ, nhưng mà em cái tính em hơi kỹ tính, mà người nào kỹ tính thì nó kết hợp với hơi khó tính chút. Đúng, em đã nhận ra điều đó được rồi. Không phải anh soi mói gì chuyện của em, nhưng muốn hỏi đây chi để cho nhà gái biết điều đó, và em cũng thấy điều đó. Khi mà chúng ta tự thấy những cái sai, cái lỗi của mình á, thì người ta mới có thể sửa được. Rồi, nhà trai đã chia sẻ hết, mời nhà gái. Chuyện hôn nhân của mình như thế nào chị? Hiện tại là mình là mẹ đơn thân của một bé trai 7 tuổi. 7 tuổi bằng bên đây luôn, bên đây cũng con trai. Tại sao chị ly hôn? Sống với bà bé đó là quen có một tuần không có tìm hiểu á. Người đó cũng hay cờ bạc rồi rượu chè đồ về chửi nó. Xong rồi mới có thai 6 tháng là anh đi luôn á. Tự đẻ, tự sanh con, tự nuôi một mình tới giờ. Trời đất. Là chị không có tin tức gì luôn tới bây giờ hả? Có biết, ông nội rồi cũng có gọi nhưng mà không có liên hệ với người đó nữa. Tại vì người đó mỗi lần uống rượu vô là quậy từ có thể 11 giờ mà quậy tới sáng, chửi tới sáng luôn là. Với lại lên nhà tìm á, lên 12 giờ đêm không mà em trai đồ mới kêu dân quân rồi bắt. Xong rồi từ dạo đó là không có lên nữa. Rồi từ đó cho tới bây giờ là chị không có tìm hiểu thêm ai hết hay sao? Cũng có đi làm trong công ty á, thì cũng có bạn rồi cũng có cái này kia, nhưng mà họ không hợp sao lại ở vậy nuôi con. Dạ thôi thì bây giờ hy vọng cái chương trình này sẽ cho chị bước qua một cái trang mới hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn chị ha. Bây giờ Sang đang suy nghĩ một cái hình mẫu lý tưởng tiếp theo là gì?
Muốn một người nữ đó cho nó vừa phải thôi, đừng cao quá. Bởi vì em chiều cao cũng khiêm tốn, mà nếu như cao quá ra đường đứng cao mình nó cũng kỳ. Đó điều thứ nhất. Thứ hai nó đừng mập, thà là ốm mà về em bồi dưỡng thêm, ốm thì em nâng lên được. Sao? Dạ. Thì tại vì em ở Ngọc Lan được không? Dạ, tại em không được lớn con lắm, nữa mập quá thì cũng khó coi. Dạ, bây giờ thí dụ mập cỡ Ngọc Lan được không? Cỡ chị thì hơi. Chị bên kia là cũng cỡ em đó. Dạ. Rồi gì nữa? Không chịu có hình xăm trên người, cái đó là đặc biệt em kỵ. Một hình xăm nhỏ chân mày được không? Chân mày được mà điều nếu như về đã thành vợ thành chồng rồi xăm chân mày cũng hỏi ý kiến em chút. Em không thích là xăm mà nó hơi lộ liễu quá. Chẳng hạn như cho nó xương ngang thôi, đừng có xăm. Không ngờ được á. Tôi qua tôi coi em kia có xăm lông mày không? Dạ em chào. Chào em. Dạ. Có xăm lông mày không? Dạ nãy chuyên gia trang điểm vẽ hơi đậm. Chuyên gia vẽ chứ không có xăm đúng không? Dạ. Được. Chân mày em tự nhiên á vẫn đậm. Không có xăm là được rồi. Dạ. Anh đưa ra điều kiện vậy mình nhắm mình đáp ứng được nhu cầu không em gái? Em hồi nào giờ trang điểm á, còn dám trang điểm mà đậm nữa làm sao mà em dám xăm mình? Nhu cầu của em tìm một người bạn trai với mẫu hình lý tưởng như thế nào? Mẫu hình lý tưởng thì chỉ nhìn bề ngoài thôi chứ thật chất là tính tình á anh Huyền Linh. Người ta sống có cái tâm á, biết thương trẻ con, biết đối nhân xử thế chứ ngoài ra cũng không có mong muốn gì nhiều nữa, tại cũng gian dở rồi, bây giờ mình chỉ muốn cho nó im ấm và hạnh phúc thôi. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích đàn ông là bạo lực hoặc là chửi bới hoặc là cái gì chửi thôi hay là nọ, em rất là sợ bạo hành bạo lực trong gia đình, rất sợ. Được không Sang? Dạ chuyện đó em nào giờ em cũng rất là sợ. Em là tính là nam thiệt nhưng mà nói về đánh nắm rồi này kia là không bao giờ, hoàn toàn không bao giờ em có chuyện đó. Vậy an tâm rồi. An tâm rồi. Rồi vậy bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ anh trai đi với ai? Em đi có mình à. Rồi có chú Quyền Linh lo ha. Dạ. Em đi với ai em? Dạ em đi với chị Hai. Chào chị Hai. Mến chào MC Quyền Linh Ngọc. Dạ. Lan em trai em gái không có hỏi giờ chị Hai hỏi là có hút. Dạ. Thuốc uống rượu không? Dạ hút thuốc thì em có, còn rượu bia là em không có uống. Như không phải không dạ okay. Nhưng mà không phải nói uống là tuyệt đối, vô đi đám đi tiệc gì khách đưa mình không thể từ chối được, nhưng mà uống khoảng lon hai lon là mặt mày đỏ. Bây giờ thấy nói đây cũng không bằng hai em nhìn nhau khi mở rào thì thấy thì được thì cho nhau cơ hội. Hai em có cái nét rất là giống nhau và xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Dạ, Hai nha. Cảm ơn chị. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Sang nha. Dạ. Rồi, tất cả cánh cửa đào tình yêu đã mở. Hãy mở ra một trang tình yêu mới cho mình. Nào. Chào em. Dạ anh có. Hôm nay đến với chương trình thì anh cho em một chút món quà nhỏ nhỏ. Nhưng mà anh nghĩ nó nhỏ nhưng mà người phụ nữ nào cũng phải thích, cũng cần. Anh cũng hy vọng em cần tới nó. Dạ, đó là gì nói luôn. Dạ, em có món quà tặng anh nè. Từ cái ngày đầu tiên mà đăng ký chương trình đó là em đã mua để sẵn rồi. Nhưng mà không biết anh có vừa không. Nếu vừa thì anh mang, còn không vừa thì anh để làm kỷ niệm cũng được. Em cảm ơn anh vì món quà này. Anh tặng cái gì nói cho bạn gái biết luôn đi. Kem và son. Kem và son. Dạ, dưỡng da, dưỡng mặt. Rồi, bạn gái tặng Sang đôi giày ha. Size mấy nói luôn đi. Không hình dung được, em tặng đại size 42. Đúng rồi, anh mang 42. Chân nhỏ, nhỏ con. Nhưng mà em cao quá, không đại em mang giày cao á. Mời móc đi với anh, chắc đi dép Lào. Ăn gian giày đồ đó mà còn đính. Rồi bây giờ cất quà qua bên đây nè. Nghe nói Sang đàn ca tài tử hay đúng không? Đó, đàn tính xin nghe được một câu giọng cổ luôn. Nhưng đó anh. Đứng kế bên bạn gái đi nào. Hương Sang. Em gồm muốn không nhé. Sao nóng thuộc. Vậy anh hát bài của anh. Anh hát bài của anh đi. Bài của anh thì chúc bạn đó mình tính sao nha. Anh hát một bài có nhân đề. Dù thế nào anh vẫn yêu em. Hát cho Hương nghe nó quay qua hết. Anh muốn ôm em vào lòng, đặt lên môi nụ hôn thần tiên, để thấy ta đang có nhau. Dù cho thế gian bao đổi thay, đôi lúc con tim anh ngừng đập là khi có em trong vòng tay. Hạnh phúc sinh thôi không cách xa, tình ơi đắm say anh và em. Rồi, tại vì cũng sorry nha, tại đó giờ cũng không bao giờ ca trai như thế này. Ít gì phải mi lên mái chứ ca gì nó có cao quá. Rồi em gái hát lại đi. Dạ em mến tặng các chú anh chị, anh Quyền Linh và Ngọc Lan, và tặng anh Sang bài hát Tình Nghèo Có Nhau. Đó, em hát luôn. Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Em không đi tìm người yêu tiếc đôi đâu anh. Em không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao xe các anh ơi, suốt đời vẫn luôn bên mình. Rồi,
Giao lưu âm nhạc đã kết thúc, chúng ta về vị trí. Cảm nhận về nhau thế nào? Đầu tiên xin hỏi em câu ha, hôm nay mình ngủ được không? Không, không biết ngủ được không, mà sáng mai mà mời mới 12 giờ mà mới có 10 giờ em đi rồi. Chứ em hồi em đâu, chắc đâu chừng ngủ được đâu, chừng 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi tối nay giờ chắc ngủ ngon á. Cũng chưa chắc nữa, mình còn nhắn tin nhau nữa rồi sao ngủ ngon được. Dạ. Có thể nửa đêm kéo dài tới 1-2 giờ sáng không chừng. Anh có một đứa con trai 7 tuổi. Ví dụ như giữa hai đứa mình kết hợp nhau về sau này, em có ngại gì cái vấn đề đứa con đó hay không? Dạ không. Bởi vì em mới yêu cầu người bạn trai của em là có trái tim nhân hậu, biết thương trẻ nhỏ đó. Em phải thương con anh như con em. Cái thứ hai nữa, thí dụ như mình tiến xa hơn, em chấp nhận làm vợ về nơi chỗ anh làm việc đó, hay là có cản trở gì công việc làm của em không? Dạ không, hiện tại là em bán hàng. Nhưng mà ví dụ mà em không bán theo anh về thì làm công việc khác vẫn được. Về giờ bán xe đạp điện được không? Xe đạp điện mà chưa biết chạy, không biết bán được không? Xe đạp điện chạy em được hả? Xe Honda chạy được không? Chạy được, xe đạp điện không biết chạy. Còn chạy xe Honda được, xe đạp điện chạy em được hả? Có kỳ tập thử bị té là không dám chạy. Về đây nữa tập cho, chuyện nó lại sao? Con em hiện tại giờ ở với em hay là ở với nội ngoại? Ở với em. Rồi hẹn hò sao nè, cái lẫy với lại quận 12 đó. Vì công việc làm ăn với mà điều kiện của anh nó cũng không có thuận lợi lắm. Nếu như mình hẹn hò thì bằng mọi giá mình anh sẽ sắp xếp công việc, nhưng mà nó hơi ít có gặp mặt nhau, thì em có chấp nhận điều đó hay không? Dạ, nếu mình tin tưởng nhau được. Giờ mình không thể nói hết, một khi em sẽ đến gia đình anh hoặc là tới tiệm mà em sẽ thấy còn càng thương anh hơn, gạt trống nuôi con mà hơn nữa quản lý cả tiệm rồi đi bổ hàng đi lấy hàng. Dạ. Rồi tiếp xúc với khách bán xe một mình hết từ A tới Z thì không thể nào còn kẻ hở thời gian được. Nhưng mà giữa cái chuyện quen thương yêu nhau rồi thì không thể lạnh nhạt được, thì dạ, anh cũng cố gắng sắp xếp công việc. Xa kiểu này thì có lẽ một tháng anh đến khoảng chừng 2 lần. Dạ, cảm ơn. Có thể mình có thể cáp đi giáo cũng được. Chưa đi, nhưng mà đặt ví dụ một khi có đi lên em rồi không biết đứa con bỏ đâu. Dạ không có sao thật đâu. Sự luôn. Dạ em biết. Thành thử bởi mong em cũng thông cảm cho đó. Bạn xem khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn, con cái có thêm không? Thuận ý với nhau hết rồi thì em có định cho anh khi nào anh bước tới được không? Nếu mà vậy thì có thể hết năm nay. Cũng như ý anh. Có thêm con gì không bàn thử thôi. Còn chuyện như con thì anh nghĩ em cũng có một đứa con riêng của em rồi, anh cũng có một đứa. Thì mình phải kiếm một đứa con chung để cho nó gắn kết cái tình nghĩa giữa hai vợ chồng mình. Một đứa thôi, dù trai gái. Nếu con gái càng tốt, tại đứa hai đứa con trai hai đầu rồi. Giờ Sang bước tới nắm hai tay của Hương á, Sang nghĩ thế nào và Sang mong muốn thế nào á, Hương biết đi. Em đi. Đó. Nhìn thẳng mắt nhau. Tại mang giày cái quốc nó cao xíu không sao. Nữa về đi chân không hoặc dép lào. Không có giày. 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau. Những lời anh nói nãy giờ như thế đó, đó là tấm lòng chân thật của anh, chứ không có chút lưỡi đầu môi. Chứ anh nghĩ trên sân khấu này nó không đủ cái thời lượng để mình nói dài dòng hơn nữa. Thì mình nhấn nút để tìm hiểu sau này. Anh cũng mong muốn thì nếu như mình tìm hiểu sau này được thì anh sẽ đến với em. Khi mình đến thì em sẽ tin tưởng anh. À, một bờ vai để em nương tựa. Dạ em cảm ơn. Còn Hương nói gì với Sang đi, thấy nhà trai tôi được không? Dạ ok. Chị lấy Hương chồng miền Tây đi nào? Em lấy chồng miền Tây mai sau em sẽ sang giàu. Thấy anh hiền thật thà. Hiền bị cái là hơi kỹ tính thôi. Hồi mốt á lấy vợ thành phố Hồ Chí Minh cũng bớt khó tính kỹ tính chút nha Sang. Bớt khó nhưng mà cái kỹ tính thì để giảm từ từ. Giảm từ từ đi. Em nghĩ là cái kỹ cũng không phải là cái lỗi do mình hay là cái điểm yếu của mình. Kỹ có nghĩa là không phải là giặt mắt mỗi cái mỗi nói, nhưng mà kỹ chẳng hạn như bây giờ em kỹ nhất là mình có vợ mà ví dụ như ăn cơm để thao chén chồng đó, em gai mắt em không chấp nhận được. Ví dụ như em nói mà hỏi lần vợ không rửa, anh em nhận sàn em vô em rửa, nhưng mà đừng có để chiều ăn rồi chồng nó để sáng. Tôi ăn em rửa liền, ăn rửa hoặc là dọn nhà dơ thì quét liền. Công việc của em dạ quét hay lau đi cho nó mát chân chút, hoặc là vô bếp em giặt thì máy giặt máy lạnh em đầy đủ hết. Tại vì phải làm liền đừng bày hay. Dạ. Vô bếp thì dụ trên mặt bếp ga rồi lúc nào tới lén đừng để mở dầu này kia. Thì anh giống ví dụ như em không làm thì anh làm. Nếu hai chồng mình thì thôi, mà nếu có người thứ ba chẳng hạn như mẹ anh lên thì đó là mẹ đánh giá em chứ không phải là anh. Được nhưng không? Mà anh không có đại sắc vợ đâu, nhưng mà việc đó nhiệm vụ là dù em làm nó hay hơn. Hoặc là nhang đèn cũng vậy, giờ không có em thì anh đốt, nhưng mà dù có em anh nghĩ người phụ nữ đốt nhang cho mẹ quan âm thì nó hay hơn. Đó đúng ý em y chang vậy. Đúng ý rồi đúng không? Rồi về ghế ngồi xong. Bây giờ mình sẽ đưa ra quyết định của chính trái tim mình nha các bạn nha. Mời hai anh chị để tay để tay mình nút bấm đi. Nếu như cảm giác đây là một nửa mảnh ghép mà chúng ta có thể ghép vào cuộc đời của mình thì đừng ngại ngần bấm ngay cái nút đó. Còn nếu thấy là không phải, không cần bấm. Chuẩn bị 1 2 3. Hương không bấm. Hương có bấm. Sao vậy Hương? Có bấm mà. Em có bấm mà. Có bấm mà, bấm nút trục trặc. Tay rung quá bấm. Rung quá đó. Thấy sao? Phải rung không? Hay nữa, nửa muốn bấm nữa muốn không? Tao bấm thiệt mà. Không, tao nắm tay rồi, thôi hốt liền không?
bình thường ha. Hùng hùng cái đầu tiên nào, nhân ngày gặp gỡ nào? Dạ trước khi hôn em xin chị Hai cho phép em được hôn Hương cũng như người vợ tương lai đó. Trời ơi đã. Dạ lời đầu tiên thì cho phép em xin phép chào anh Quyền Linh, chào em chị Ngọc Lan và bạn nữ ở bên bức tường bên kia và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Dạ em tên là Phạm Ngọc Vinh, năm nay em 29 tuổi, em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Công việc của em là QC kiểm hàng của ngành gỗ. Vinh làm việc Bình Dương kiểm hàng gỗ. Vinh quê đâu Vinh? Dạ quê của em ở Thừa Thiên Huế ạ. À Thừa Thiên Huế hả? Dạ. Sao nói tiếng Nam vậy? Dạ tại vì em vào trong Nam quá lâu rồi, 23 năm rồi. Em ở Bình Dương với ai? Dạ em ở cùng mẹ. À ở với mẹ Bình Dương hả? Dạ. Rồi mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu dạ mình. Em chào chị Ngọc Lan ạ, em chào anh Quyền Linh ạ. À, chào tất cả mọi người và chào bạn nam bên kia ạ. À, em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hiếu Hiền. À, quê của em là ở Đồng Nai, hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn ạ. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em 24 tuổi chị. 24 dạ. tuổi. Còn trẻ quá. Dạ. Hiền Vinh. Bên đây Vinh, bên kia là Hiền ha. Rồi Vinh có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho Hiền nghe đi Vinh. Dạ. Ưu điểm của em thì là em không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc và không chơi bất kỳ những thứ nào có liên quan tới nghiện. Quá tốt. À, là một người đàn ông có gia đình, sống có trách nhiệm và đặc biệt là em luôn luôn biết và quan tâm tới bạn nữ. Dạ hết. Dạ. Nhiều đó là đủ rồi đó. Dạ. À, có khuyết điểm gì không Vinh? Dạ khuyết điểm của em thì là bởi vì chưa có gia đình á, cho nên là em hơi bừa bộn một chút. Một phần nữa là em là một người bắt đầu công việc nó hơi chậm nhưng mà có lẽ nó sẽ chắc. Dạ. Chậm mà chắc. Rồi còn khuyết điểm gì không? Có tật xấu gì nữa không? Dạ chắc cũng không có đâu. Dạ. Đó. Lý lịch trước ngang của nhà trai tôi vậy đó nhà gái. Rồi. Dạ. Mình hãy nghe ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nè. Dạ. Ưu điểm của em á là một người sống có trách nhiệm, có tự lập. Em tự lập từ nhỏ. Em nấu ăn ngon và em là kiểu cô gái là vừa hiện đại mà cái kiểu mà sống gia đình đó chị. Dạ. Cái khuyết điểm của em thì chắc hơi nhiều. Dạ thì cái khuyết điểm đầu tiên của em chắc là em khó ngủ quá chị. Cho nên là khi mà em đang ngủ á, em dễ cọc lắm, ai chọc em là em cọc à. Và hoặc là em đang ngủ mà ai làm ồn á là em rất là khó chịu. Vậy rồi mai mốt lấy chồng sao? Chắc là chị nghĩ cái đó là sẽ khắc phục được. Dạ dạ dạ. Rồi cái khuyết điểm thứ hai của em là em hay khó chịu, khó chiều á. Dạ. Rồi giống như là khi mà em giận một ai đó là người ta hỏi em không trả lời luôn, em im luôn, em không nói chuyện luôn. Dạ. Tức là giận người này mà người khác hỏi là mình cũng im luôn. Dạ không, đối với cái người đó thôi. À cái người mình đang dạ, giận á dạ. hả? Thì khi vậy là giận dai. Em tính em không có giận dai. Thì cái lúc sao? Em là kiểu như là cái lúc mà em đang giận á, bạn mà biết ý em á thì bạn kiểu như là ờ để em qua cái cơn giận đó đi, xong rồi là em sẽ tự tìm cách em nói chuyện, em phân tích là bạn sai chỗ này, sai chỗ kia, rồi em sẽ đưa ra một cái hướng giải quyết. À tức dạ. là lúc giận là em không muốn nói chuyện. Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ. Mình đường tình duyên mình sao rồi Vinh? Dạ. Bên đây. Từ đó tới giờ thì em có hai mối tình chính thức. Và những cái mối tình chỉ là rầu ria đó không? Dạ. Thì mối tình đầu tiên của em thì năm 18 tuổi, em có quen một cái bạn đó. Thì do gia đình bên nhà gái thì quá giàu và em thì lúc đó chưa có đủ điều kiện. Cho nên là cũng có một sự ngăn cấm, cho nên là em cũng quyết định là em chia tay. Mấy năm? Dạ, hơn một năm. Hơn năm, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì em cũng có quen một bạn cũng mới đây thôi. Cũng được gần một năm. Và em cảm nhận là cái bạn đó nó không có phù hợp với những cái thứ mà mình đang hướng tới của tương lai. Cho nên em quyết định làm chia tay. Rồi. Dạ. Em quyết định hết. Trong hai mối tình em quyết định chia tay hết. Dạ đúng rồi. Tại vì em không muốn bạn đó mất nhiều thời gian cho mình nếu mà mình không phù hợp. Đúng, chính xác như thế. Đừng để phụ nữ mất thanh xuân vì mình ha. Dạ. Thôi mời nhà gái. Mình bao nhiêu mối tình cơ? Dạ thì tính cái mối tình chính thức đó là em có 3 mối tình rồi. Cái mối tình dài nhất của em là khoảng 2 năm. Và cái mối tình ngắn nhất là tầm 3 tháng. Nhưng mà cái mối tình mà để lại cho em nhiều kỷ niệm nhất đó là cái mối tình 3 tháng đó chị. Thì cái bạn đó là bạn nhỏ hơn em 2 tuổi. Dạ. Thì bạn là một người đàn ông gu em á. Dạ. Bạn sống có tình cảm, có trách nhiệm. Thì khi mà chia tay bạn đó thì em trưởng thành lên rất là nhiều. Và em thay đổi rất là nhiều luôn. Sao đúng gu mình mà mình chia tay? Tại vì đôi khi có những cái lý do mà hai người không có tiếng nói chung, rồi hai người không có đưa ra cái hướng giải quyết được á chị. Dạ thì tới một lúc nào đó cảm thấy không bên nhau được nữa thì thôi mình chọn cách dừng lại. Mình dừng lại ở cái thời điểm đó. Có em nghĩ là cái thời điểm đó thích hợp để mình dừng lại, để sau này khi mà mình nhìn lại á mình còn cảm thấy có một chút gì đó.
chứ để đi quá xa rồi em nghĩ là sau này không tốt. Dạ. Rồi nếu mà vậy thì em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Tại vì trước đây em đã có một người bạn trai đúng gu của mình rồi. Dạ. Nhưng mà rồi cũng lại không có một cái kết đẹp. Dạ. Vậy thì sắp tới em mong muốn cái người bạn trai phải như thế nào? Dạ. Em mong cái người bạn trai của em về phần ngoại hình á thì phải cao hơn em, tại vì em cao tới 1m7 lận. À. Thì bạn trai chắc chắn phải cao hơn em, to con, bụng bự càng tốt. Trời, chị chút xíu. Căng quá. Em chào chị. Cũng chào cao em. Nhưng mà cao hơn thì chưa chắc. Cũng mới xung quan dài nhanh lắm, không lo. Cái chuyện cao thấp thì mình để thế hệ sau nó cải thiện. Đúng rồi. Không sao cả. Còn về phần tính cách thì em muốn người đồng hành cùng với em á phải là một người có trách nhiệm, có lý tưởng và có ý chí cầu tiến á chị. Ừ. Và phải là một người kỹ tính, sạch sẽ một chút xíu. Dạ. Còn về cái phần kinh tế thì em không nhất thiết là bạn nam phải lo được cho em, nhưng mà em muốn cái kinh tế của bạn phải lo được cho em. Lại là có nghĩa là em không yêu cầu bạn đó phải lo cho em, nhưng mà bạn phải có khả năng lo được cho em. Rồi chị hiểu. Dạ. Thật ra cái vấn đề này là rất là dễ hiểu thôi. Dạ. Thế là bạn gái này không phải là người thích dựa dẫm, nhưng mà cái người đàn ông đó phải là cái kinh tế nó phải cơ bản là phải lo được hết. Dĩ nhiên. Ừ. Ai đàn ông mà. Đàn ông phải làm phải được lo đó cho gia đình chứ, đúng không? Ừ. Mặc dù không yêu cầu nhưng vẫn phải lo. Đúng rồi. Không sao lo được không Vinh? Dạ em nghĩ là em được. Được đúng rồi. Dạ. Phải được thôi. Và khi mình có con có gia đình rồi á, mình tự nhiên mình thấy có trách nhiệm, mình lớn mình phải lo thôi. Ừ. Ừ. Dạ. Bên kia người ta thích bụng bự lắm. Hả? Dạ. Bụng nó tội nghiệp. Không bự lắm. Nó không bự lắm. Thì trời, cái bụng này nó hơi bự chút. Chút mở rào thì cho mượn cái bụng này mượn cho cái người ta bụng nhìn này được nè. Không? Dạ. Nãy giờ tiêu chí cô gái đưa ra, Vinh thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ thứ nhất thì là em có nói từ đầu là em là một người của gia đình. Ừ. Thì tất nhiên là khi mà em đã xác định em đây rồi á thì em sẽ chắc chắn là mình sẽ hướng tới gia đình của mình là trên hết. Thì em sẽ dùng hết tất cả những gì mình có thể. Tại vì bản thân của em là một người con xa xứ, em đến từ Huế, em đã từng trải qua rất là biết bao nhiêu thăng trầm rồi. Nên để đến tận ngày hôm nay em đến đây với tư cách là em đã đủ những gì em có thể. Và em muốn là những gì em làm ngày hôm nay em sẽ đủ khả năng để lo cho người vợ, người yêu của mình sau này, với lại cái gia đình nhỏ của mình nữa. Quá được. Quá được luôn. Đó. Bản lĩnh lắm nha. Dạ, chào em Linh ạ. Xin chào em gái. Dạ. Ủa sao mà thích bụng bự vậy ta? Tại vì em cảm thấy cái cảm giác mà ôm một người bạn trai bụng bự, cái cảm giác cưng cưng an toàn. Đúng rồi, thấy chưa? Những người phụ nữ ơi, thấy chưa? Ôm cái người đàn ông bụng bự thấy nó cưng cưng sao đó. Dạ. Khoái cái quan điểm này nha. Mấy anh con trai ơi, mấy người phụ nữ bụng bự ôm cũng cưng cưng đó. Mấy người bụng bự, phụ nữ bụng bự, ừ ha. Ôm cũng cưng lắm chứ bộ. Nó cưng thiệt là cưng luôn á. Ừ. Càng bự nó càng cưng. À không được. Khoái cái quan điểm này nữa nha. Dạ. Thấy không? Ai mà nói tôi không thích bụng bự, không thích thói đầu, bực mình lắm. Bụng càng bự, đàn ông bụng bự thì sang mà. Thấy không? Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Đúng rồi. Bụng nhỏ quá, eo nhỏ quá, ôm nó không có cưng đúng không? Dạ, với lại em thấy á, những người đàn ông bụng bự thường thường cái tướng của người ta nhìn phúc hậu á, nhìn hiền hiền á anh. Đây, dạ. Nhìn coi. Bụng này bự không? Dạ. Phúc hậu không? Dạ có luôn. Hiền không? Dạ có luôn. Đó, thấy chưa? Vậy là được nữa. Dạ. Rồi. Không thích đàn ông điều gì? Em không thích người đàn ông không có chính kiến. Ừ. Với lại là người quá nhu nhược á. Em thích người đàn ông đó phải bảo vệ được cho em. Dạ. Và em không thích những người đàn ông móng tay móng chân dơ. Em không thích đàn ông ở dơ. Coi kiểm tra nó coi. Mở. Ví dụ này đàn ông hay quên lắm nha. Coi kiểm tra của tay em có dơ. Thường thường tay thì hay sạch nhưng mà cái da tay là hơi nhiều, tại ít có làm móng. Thì người ta không có thời gian làm móng làm nail như mấy cô. Dạ. Nhưng mà miễn sao cái móng tay tôi không có đất là được rồi. Không có đất. Ừ. Chỉ có da thôi. Mà đàn ông quên nó lâu lâu cái tay nó có đất. Nhớ được thầy cười giùm tôi nha. Tôi thường tôi thấy mấy đàn ông rất là đẹp. Rất ấy nhưng mà lâu lâu cái móng tay nó có dính gì đó. Dạ. Lâu lâu quen móc gì nó dính tùm lum á. Không? Cô này đưa ra quan điểm rất là tốt. Mà thấy quan điểm đó anh bên đây đáp ứng được hết. Dạ. Bên đây bản lĩnh đó. Dạ. Được. Tôi thấy được rồi đó. Em cũng thấy được. Được. Vậy mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, mình hỏi người thân đi. Chàng trai đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Có mẹ luôn. Rồi, chào cô. Dạ con chào cô ạ. Dạ. Alo. Xin chào chủ Quyền Linh ạ. Xin chào cô Ngọc Lan ạ. Dạ. Tôi là mẹ của Phạm Ngọc Vinh. Dạ. Thì nói chung là mẹ thấy cũng được. Thì mẹ cũng mong cho hai con á tìm hiểu nhau. Dạ. Để được đến với nhau, sống với nhau trăm năm hạnh phúc, điều đó là mẹ mong muốn nhất trên cuộc đời của mẹ. Yeah. Bởi vì mẹ chỉ còn một mình Vinh là nhỏ sau cùng. Yeah. Thì xin chúc cho hai con
vui vẻ và tìm hiểu nhau. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Vừa mới giới thiệu mẹ cô Vinh cái là cô gái đứng lên cúi đầu chào cô rồi. Tuyệt vời luôn á ha. Bây giờ á mình con, đi không, con thấy cô có cầm cái gì mà nãy giờ cô rất là muốn đưa lên cho chương trình. Cái đó là gì vậy cô? Cái đó là gì cô? Thư hả? Thư là thư của cô gửi cho ai ạ? À, thư cô gửi chú Quyền Linh hả? Thư gì vậy? Rung quá vậy. Trách nhiệm nặng nề. Đọc được không? Đọc được. Thư gửi không phải của Quyền Linh. Nhờ Quyền Linh đọc giùm thôi. Thư gửi con dâu tương lai. Wow. Bác này đã lớn tuổi, con trai của bác cũng đã lớn khôn suốt 29 năm. Bác chăm sóc cho Vinh. Đây là giờ cũng đã đến lúc Vinh phải dang rộng vòng tay để tìm kiếm một người vợ hiền dâu thảo cho tương lai thêm rực rỡ và hạnh phúc. Nhờ chương trình, bác sẽ mong tìm thấy con dâu của bác. Nếu cả hai rung động thì hãy cho nhau cơ hội nhé, con dâu tương lai. Em có biết gì về lá thư này không? Dạ, em là người viết, mẹ là người đưa ra cái ý tưởng hả? Dạ, cho em chia sẻ một chút xíu được không ạ? Rồi, nói lời đầu tiên thì con muốn chào cô ạ. Thì thật sự là con muốn chia sẻ với cô là khi mà anh Nguyễn Linh đọc cái bức thư này lên á, thì thật sự trong trái tim con rất là xúc động. Tại vì ngay bản thân con á, cũng là một người sống rất là tình cảm. Và gia đình con á, mẹ con cũng là người gốc Huế. Cho nên là con hiểu được những người gốc Huế, người ta sống tình cảm và người ta sống rất là chuẩn mực. Thì con không hứa là có thể cùng con trai của cô đi tới một cái đích gì đó, nhưng mà con hứa với cô là con sẽ làm hết khả năng con có thể ạ. Dạ, con chào cô. Hay quá. Con gái số 1 luôn đó. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thật ra là tôi rất là cảm động trước những cái bạn rất trẻ nhưng suy nghĩ rất là sâu sắc. Đúng như thế này. Ngay cả Vinh cũng thế, cùng bạn Lĩnh, ngay cả em gái bên đây cũng thế luôn. Tuyệt vời. Tôi tin rằng nếu như hai bạn có rung động một chút, có cơ hội thì các bạn hãy dành cho nhau tất cả những tình cảm đó. Và tôi tin rằng các bạn sẽ biết đối nhân xử thế, biết cách nhường nhịn lẫn nhau, vượt qua giông bão để cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Sắp khóc rồi quý vị. Hay lắm em gái. Mình đi với ai vậy? Dạ, em đi với anh trai của em ạ. Có anh trai nữa hả? Dạ, hai anh trai và một chị gái ạ. Anh ruột hả? Dạ không, anh xã hội. Anh mưa, anh gió? Dạ không, em là không có quan điểm anh mưa, anh gió gì hết. Anh mưa, trời dạ. Mưa, anh trai gió, anh trai bão gì đây không? Rồi, coi như anh em chơi với nhau đúng không? Dạ. Rồi, xin mời em trai. Mình hãy giữ cái món quà này nha. Dạ. Để trong đó em trai. Nói đi được rồi đó. Em nói được, để ở trong đó. Em để ở trong. Xin chào trường quay, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Thì em là Duy, em làm bên lĩnh vực là kinh doanh phòng gym. Con chào bác. Thì hôm nay em đến với em là cổ vũ cho bé Úc, là bé Úc. Thì Úc ở nhà thì như là Úc đã nói là bé Úc rất là ngoan ấy, nhưng mà cũng là có cá tính mạnh. Úc rất có cá tính mạnh. Thì hôm nay ngồi ở đây thì anh cũng mong Úc cũng tìm được một cái gì đó ngọt ngào trong tình yêu cho Úc ha. Để Úc lâu lâu Úc không có gọi anh, chở anh đi bắt, chở anh đi ăn, chở anh ăn với Úc nữa nha. Úc kiếm một người khác để chở Úc đi ăn thay cho anh ha. Thì nãy giờ anh ngồi đây á, thì anh sẽ thấy bạn nam này đối với anh nha, bản thân của anh nha, anh thấy ok ấy. Ví dụ như ra ngoài xã hội thì bạn có thể bươn trải được, giống như bạn như cá nhân của anh cũng vậy. Anh thấy tương đồng có cái sức là có thể các bạn có thể bươn trải được. Còn về nhà có thể anh nghĩ là nghe lại Úc ấy. Rồi xin cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn. Cảm ơn anh. Úc mở ra một chút xíu rồi cho bạn. Và anh bạn nam cũng vậy. Dạ. Ok. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Rồi như vậy là tốt rồi. Chúng ta đã nghe người thân mình nói chuyện cũng như các bạn trao đổi qua cái hàng rào tình yêu này rồi. Bây giờ hàng rào tình yêu sẽ mở ra, các bạn sẽ đối diện với nhau, cùng hỏi nhau những cái gì mà mình cần hỏi, cần trao nhau những cảm xúc để chúng ta đưa ra một quyết định chính xác nha. Tất cả sẵn sàng. Mở rào. Thế này em tự đọc cái tự cầm cái hợp đồng của em ra đúng không? Ừ, chị không cần phải mồi nha. Bắt đầu đi Vinh. Lần đó anh có món hoa tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng cho anh ạ. Dạ, anh cảm ơn em rất là nhiều. Anh có thắc mắc cái món quà này là gì không ạ? Anh nghĩ là nếu mà bỏ trong thủy tinh thì đó là một cái gì đó rất là ý nghĩa. Dạ. Nhưng mà anh không hiểu nó lắm. Thì em chia sẻ một chút xíu về cái món quà này. Thì cái này là cái kẹo gừng á anh.
Thì mặc dù cái món quà này nó rất là nhỏ, nó cũng không có đáng gì hết á, nhưng mà em muốn anh lúc nào cũng có thể mang theo bên mình được không ạ? Chắc chắn rồi, vì tại em vì, không làm được. Dạ, tại vì có hai lý do. Thứ nhất đó là anh mang cái kẹo gừng này bên mình đó, giống như là anh luôn mang theo em mình, luôn mang em theo bên mình vậy đó. Tại vì em cũng là một cô gái ngọt ngào và ấm áp giống như kẹo gừng này. Dạ. Wow. Dạ. Cái lý do thứ hai á là những lúc mà anh mệt mỏi á, hoặc là anh gặp một cái vấn đề trục trặc gì đó trong công việc á, thì anh thử một chút xíu kẹo, nó có thể giúp anh dễ chịu hơn, giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Dạ. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ không ăn đâu. Bởi vì đây là một cái niềm vui của anh rất là cao. Anh rất là tôn trọng cái món quà này của em. Dạ, em cảm ơn anh. Nên anh sẽ giữ trong lòng. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Hai bạn về chỗ rồi, nè. Mời các bạn về ghế. Đúng rồi, anh không có mang sợ nó hết kẹo đó. Rồi không còn nỗi nhớ với em nữa. Chính dạ. Vì thế nên nếu mà có ăn thì em phải bổ sung kẹo liên tục nha. Với những cái lời nói như thế chắc chắn là kẹo nó không rời đâu cả. Dạ. Thôi, mời hai bạn, chúng ta cảm nhận về nhau đi nào. Dạ, em muốn hỏi anh là anh có thích con gái tròn tròn không ạ? Đối với anh thì anh nghĩ là tròn hay là ốm hay gì đó nó không quan trọng. Dạ. Quan trọng là cái người đó có thấu hiểu mình hay không thôi. Dạ. Đối với anh khi mà đã chấp nhận yêu một người nào đó thì mình phải yêu hết tất cả mọi thứ của người đó. Dạ. Chứ không phải chỉ đơn giản là cái vẻ bề ngoài. Dạ. Đó là suy nghĩ của anh. Dạ. Cho anh hỏi một chút. Dạ. Có nghĩa là anh là một người làm việc, nói chung là anh đã bươn chải rất là nhiều thời gian. Hầu như công việc của anh là nó chiếm rất là nhiều thời gian. Dạ. Chắc chắn rồi, anh vẫn sẽ dành thời gian cho em nếu như anh có thể. Dạ. Nhưng mà nó sẽ không được nhiều như những người khác. Dạ. Có thể dành cho em. Thì không biết là em có thể là vui vẻ và chấp nhận điều đó được hay không? Tại vì cái này em cũng chia sẻ một chút xíu là bản thân em cũng là một người rất là bận. Và em hiểu một điều là trong tình yêu á, thì đôi khi ai cũng có những cái công việc riêng của mình hết á. Nhưng mà quan trọng là sau một ngày dài, một ngày làm việc mệt mỏi á, thì tối về mình có thể dành thời gian cho nhau, mình coi nhau như là sự ưu tiên không đó. Chứ em cũng không có em cũng không có quá yêu cầu về cái vấn đề mà thời gian anh phải dành nhiều cho em đâu. Dạ. Thì anh nghĩ là nếu như á mà đã dạ. chấp nhận mọi thứ thì cái sự ưu tiên là luôn luôn phải có. Dạ. Tại vì đối với anh là một người đã kiên quyết một cái điều gì đó là dạ. anh phải làm được. Dạ. Cho nên là anh nghĩ là em chắc chắn sẽ là sự ưu tiên nếu như mà em bấm chọn anh. Dạ. Dạ, em muốn hỏi anh thêm về một cái số vấn đề nữa. Anh nghĩ như thế nào về cái chuyện mà phù hợp trong tình yêu? Trong tình yêu đối với anh á, anh là một người sống trọn về tình á, tức là dạ. đã không chấp nhận yêu người đó thì thôi, còn nếu đã yêu thì anh sẽ yêu hết lòng của mình. Dạ. Một cái đơn giản nhất của mình là mình phải biết chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng nhau. Ba điều đó thì anh luôn luôn đặt niệm rất là nặng và anh cũng mong muốn cái người phụ nữ của anh cũng sẽ là như vậy. Dạ. Chúng ta nói về một chút quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên cho nhau nghe. Dạ. Thì đối với anh thì bây giờ hiện tại anh cũng đã lớn rồi, anh 29 tuổi rồi, cũng như mẹ cũng đã nói trong bức thư. Dạ. Đó là những sự tâm huyết của mẹ dành cho một người con dâu tương lai và cũng như là bản thân của anh. Đó là sự dạ. nhắn nhủ. Anh nghĩ nếu như mà đã chấp nhận yêu nhau thì tất nhiên mình phải nghĩ đến cái tương lai sau này. Thì tất nhiên là anh sẽ cố gắng hết sức về cái tình yêu và một cái hôn nhân nó đầy viên mãn, chứ không phải là chỉ là sự bất ngờ hay là bất chợt. Dạ. Thì quan điểm của em cũng như vậy á. Trong chuyện tình cảm, thật sự mà nói là em là một cái người rất là lười tìm hiểu, rồi rất là lười mà bắt đầu một cái mối quan hệ á. Cho nên là khi mà yêu ai đó, em muốn một tình yêu lâu dài và nó bền vững. Đôi khi nha, trong chuyện tình yêu nó có thể là có những cái mình không hiểu nhau, hoặc là có những cái mà mình khúc mắc á, thì em muốn ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, và cả hai người đều phải có cái quan điểm tích cực á, để mình gỡ những cái nút thắt đó ra. Chứ em không có thích cái chuyện mà im lặng. Khi mà giận nhau á, qua cái cơn giận đó rồi á, thì em muốn hai người nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn. Dạ. Với anh thì anh nghĩ là cái tính của anh hiện tại bây giờ, có lẽ là anh hoặc anh chưa nói, nhưng mà anh là một dạ. người rất là thẳng thắn. Dạ. Chính vì sự thẳng thắn đó mà đôi lúc nó cũng hơi mất lòng một chút xíu. Dạ. Anh thà chọn cái nhanh nhất chứ anh không để trong bụng được. Tại vì nếu như mình bắt đầu một cái sự điều đó nó không xảy ra, mình phải làm được cho nó kết thúc đã. Dạ. Còn nếu mình để lâu dài nó sẽ khiến cho bản thân mình và kể cả người bạn gái nữa, nó sẽ có những cái điều nó không tốt xảy ra sau này. Nên dạ. anh muốn là nếu như có chuyện xảy ra, chúng ta sẽ ngồi lại trò chuyện, đưa ra những cái yếu điểm, những cái chuyện xảy ra đó, và chúng dạ. ta sẽ cùng nhau khắc phục điều đó. Dạ. Thì thật sự bản thân em cũng là một người rất là thích một người đàn ông có chí hướng, có lập trường rõ ràng và một người dứt khoát á anh. Dạ. Thì em cảm thấy cái cách nói chuyện với anh và những cái gì mà nãy giờ anh nói với em á, thì em cảm thấy đúng cô em á. Bây giờ còn một cái chi tiết như thế này mà nãy giờ các bạn không để ý,
Đó là tôi phát hiện cô gái cầm lên sân khấu một cái tập hồ sơ. Tôi không biết ở trong đây là cái gì. Không hiểu sao đi hẹn hò mà lại đem giấy tờ văn bản theo. Em có thể chia sẻ cái này là cái gì hay không? Dạ. Thì em chia sẻ với mọi người là tại vì cái tính em cũng hơi khó chịu, hơi kỹ tính một chút xíu. Với lại là cái em là một người rất là rõ ràng á, cho nên là ngay từ đầu khi trước khi bắt đầu một cái mối quan hệ nào đó, em luôn muốn tất cả mọi thứ đều rõ ràng á. Thì cái này là cái hợp đồng ký kết để mình tìm hiểu anh. Ok. Chị nghĩ là chàng trai bước qua cầm cái hợp đồng này và em nghiên cứu thử xem chúng ta có nên ký cái hợp đồng này hay không. Hai người đứng cái bên để bó hoa xuống là đây chị cầm cho đó. Rồi đó hai đối tác của chúng ta đứng lên đó, giải thích về cái hợp đồng này là có gì không hiểu thì em cô gái sẽ giải thích có thỏa thuận được hay không bên A bên B. Đọc hết đi em, đọc lớn lên. Sẽ đọc lớn. Dạ. Đọc từ đầu tới cuối. Dạ, hợp đồng ký kết tìm hiểu. Bên A, Nguyễn Thị Hiếu Hiền, sinh năm 1998. Lời đầu tiên, bên A muốn nói không giấu gì anh, em cầm tinh con cọp cái. Điều khoản 1, có đạo đức, có trách nhiệm. Điều khoản 2, bên B phải đảm bảo là một người kỹ tính và sạch sẽ. Móng tay, móng chân, có đức. Không. Ok, cái này em có thể làm được. Điều khoản 3 là, cái này anh không nhìn thấy. Có ý chí cầu tiến, sống có lý tưởng, có lập trường riêng. Điều khoản 4, về mặt hình tình cảm, đối với em không cần gì nhiều, nhưng phải làm em hài lòng. Dạ, đã hết rồi. Hết hả? Dạ. Rồi, em để hợp đồng xuống dưới đi. Rồi chút xíu mình nghiên cứu coi mình có ký hay không ha. Không có. Dạ. Anh cầm. Rồi, để xuống bàn đi. Dạ. Bây giờ thế vào đó em nắm tay cô gái khoảng ngồi xuống. Đó. Chúng ta sẽ giao lưu một bài hát nào đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Cho phép mình xin nói điều này. Tức là em là một người khá là rụt rè khi mà nói chuyện với bạn gái. Đó là thực tế. Cho nên nếu như cho em hát có thể là cho em nhìn khán giả được không ạ? Dạ. Phải nhìn cô gái. Bây giờ đây là giây phút để chúng ta truyền cảm xúc cho nhau. Nắm tay nhau, hai tay luôn. Hai bạn đối mặt với nhau nào. Hả? À, nhát gì? Em gái là một người rất là bản lĩnh nha. Dạ, em cảm thấy anh bây giờ rung. Còn nó rung quá sợ nó hát quên lời. Kệ nó, quên hay không cũng quan trọng. Quan trọng là có hát. Đây là lúc mình trao gọi là giao lưu về mặt cảm xúc đó. Cố lên nào Vinh. Dạ thì hôm nay em đến chương trình thì em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ về bài nhạc của mình. Dạ. Để cũng để dành cho em. Dạ. Thì anh năm nay 29 tuổi, tính tuổi đẻ luôn, năm nay là 30. Thì anh xin phép anh hát bài là Tâm sự tuổi 30. Dạ. Để gửi tặng cho em. Nhìn vô cô gái ráng nhìn đi. Được anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do ăn khó hay là cười khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Hey. Vẫn nắm tay Nguyên để nghe cô gái hát. Bé Út hát kìa bé Út. Tại vì em cũng chưa chuẩn bị bài hát nữa. Anh biết bài nào không? Anh biết bài hát nào hay ý nghĩa anh hát chung với em được không? Anh có thể hát xong ca cho em bài Ảo mộng tình yêu. Em không biết bài đó. Cái đó thì em chọn, anh biết nhạc rất là nhiều. Hát bài chân tình đi ha. Bài đó anh không biết rồi. Kệ cứ ấy theo thôi. Cứ hát đi. Chân tình. Mới vô sao em quên. Bài này của Đường Phượng. Không sao đâu, bài nào cũng được em, không quan trọng đâu. Anh chỉ cần em hát là anh cảm thấy vui. Tự nhiên cái bây giờ em không nghĩ ra bài gì hết trơn. Đó, chân tình ai nhắc đi lời các bạn. Chân tình á, mùa xuân vừa đến á hả? Đúng rồi. Thôi thôi. Chân tình đúng rồi. Chân tình hát bài chân tình hay đó. Mùa xuân vừa đến. Cho em cái điệp khúc được không ạ? Hoa vàng trên mấy bàn tay. Cho em cái điệp khúc được không mọi người? Đấy, 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 đấy. Gì đó. Như chưa từng có những phút lì xa. Như chưa từng có những phút lìa xa. Dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh. Như em được sống giây phút đầu tiên. Có anh từng đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh. Đúng Nguyên. Xin ra đây nào. Bây giờ hai bạn không có nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi muốn 30 giây các bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Bây giờ không có hát nữa thì nó không có sợ quên lời nha Vinh. Dạ. Nhìn đi nào.
hãy cảm nhận tất cả những cái cảm xúc trong lúc này. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Người đối diện đó có làm mình rung động hay không? Người đối diện đó có đủ để đem đến cho mình những cảm xúc hay không? Đây là những giây phút để ta quyết định bấm nút hay là không bấm nút. Rồi bây giờ Vinh nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện và ngược lại, vẫn giữ nguyên vị trí đó. Anh đã tốn rất là nhiều thời gian, 29 năm để gây dựng tương lai của mình, để ở bên mẹ. Bây giờ là cũng đến lúc anh phải tự lập cho bản thân của mình. Anh muốn có một người vợ, một người có thể gánh vác trách nhiệm của gia đình, có thể mang lại hạnh phúc cho anh, cho gia đình của anh và cho những đứa con của mình sau này nữa. Anh là một người sống hết lòng vì tình cảm, vì công việc, vì tương lai. Cho nên anh mong là em sẽ hiểu và chấp nhận anh. Em cảm ơn em rất là nhiều. Em chia sẻ một chút xíu là thật sự em nói chuyện với anh, em cảm nhận anh là một người sống rất là chân thành. Anh rất là ấm áp. Và cái điều mà em muốn ở một người đàn ông là có thể mang lại cho em cái sự bình yên, cái sự ấm áp á. Thì em cảm thấy rất là trân quý những cái điều đó. Và thêm một cái vấn đề nữa là hồi nãy bác có gửi cho em bức thư á, thì thật sự em rất là xúc động. Và em cảm thấy là em cần có một cái trách nhiệm gì đó đối với những cái lời dặn dò từ bác. Hay quá. Về vị trí của mình đi các bạn. Hai bạn về đây. Những lời nói đó nó xuất phát từ trái tim của các bạn. Những chia sẻ đó nó xuất phát từ con người của các bạn. Và các bạn hãy làm theo những gì mà trái tim các bạn đang mách bảo. Cho em hỏi thêm một cái vấn đề này nữa được không ạ? Hỏi đi em. Khi mà ví dụ mình tìm hiểu á, rồi mình muốn đi xa hơn á, thì ví dụ khi lập gia đình á, thì mình sẽ ở riêng hay là ở chung? Anh đã nói chung là đã chuẩn bị hết rất là nhiều thứ. Với tại vì anh bản thân của anh á, là một người con xa xứ, anh đã trải qua rất là nhiều năm tháng anh ở nhà trọ. Anh đã dành dụm rất là lâu để có căn nhà riêng của mình. Và khi mà có vợ thì chắc chắn một điểm là anh sẽ ở chung với mẹ, chỉ có mẹ thôi. Mẹ là một người rất là dễ thương. Có nhà riêng, có mẹ và có vợ nữa thì không có gì bằng nữa rồi. Anh hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực. Còn hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Để tay vào nút bấm. Bên trái rồi Vinh. Dạ. Tất cả sự chia sẻ mọi người cũng đã thấy. Tất cả những gì mà xuất phát nãy giờ nó đều là những cái cảm xúc rất thật của các bạn. Các bạn hãy quyết định bằng chính trái tim của mình nha. Yêu thương rõ ràng, bấm hay không bấm rõ ràng, không bấm vì bất kỳ một điều gì cả. Phải bấm bằng cả trái tim của mình và trách nhiệm của mình nha các bạn. Không thích thì không bấm. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. 3 bấm. Cô gái bấm hơi chậm, làm cho tôi hơi hồi hộp. Đúng rồi, em có suy nghĩ gì thì vậy em? Dạ, tại vì em chia sẻ thật là khi mà em bấm cái nút đó là bản thân em á, em cảm thấy rất là... Em cảm thấy là khi mà em bấm cái nút đó là bản thân em phải có trách nhiệm với cái lựa chọn của mình. Tại vì thật sự là em cũng là một người sống tình cảm, mà em thấy thật sự là nãy giờ em rất là thương bác luôn. Ngay từ những cái khoảnh khắc đầu tiên mà khi mà bác đưa cái lá thư á, và khi mà anh Nguyễn lên đọc cái lá thư cho em á, là trong lòng em rất là xúc động luôn. Con mời bác lên đây được không ạ? Đẹp quá. Thật ra em gái là một người sống nội tâm và sống bằng cảm xúc. Thật ra em có một chút gì đó giống như anh vậy đó. Khi cảm xúc đến thì nó trào dâng ra, mình không bao giờ giấu được hết. Một cái cảm xúc rất là thật trong lúc này. Bây giờ thế này, ngày hôm nay thì con của cô với lại bạn gái đã gặp nhau và họ đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Bác có chia sẻ điều gì không ạ? Bác thấy hạnh phúc không ạ? Cho xin mời cái micro. Mình mở cái ra luôn đi, không sao đâu. Rồi. Dạ, tôi thấy rất là hạnh phúc và là cũng mong sao con mình á, con đã lớn tuổi rồi thì thành gia lập thất, thì cha mẹ mong con được bao nhiêu đó thôi, cho cha mẹ cũng không còn được thời gian mà để ở bên con hoài được. Thì hôm nay á, là bà gặp được một cô dâu tương lai như thế này thì rất là phấn khởi, rất là vui mừng.
mà bác là sống từ quê hương ở Thừa Huế vô đây cũng mấy chục năm rồi. Nhưng mà cuộc đời của bác là luôn luôn là hướng về con. Nói chung là vậy. Con dâu là cũng con, mà con gái cũng là con. Con có phân biệt là dâu hay là con gái. Mà hầu như là bác là thương con dâu nhiều hơn. Là vì con dâu đã sống với mình là đến cuối cuộc đời. Còn con gái thì nó sống với mình chỉ có một thời gian ngắn, nó phải đi theo chồng mà thôi. Đó, cho nên người mà làm mẹ chồng phải hiểu cho con dâu, và con dâu thương mẹ chồng. Thì mẹ chồng không bao giờ mà nói là phân biệt là con dâu hoặc là con gái của mình để mà thương yêu nhiều hay ít. Nhưng mà thật sự ra, nếu người hiểu là con dâu là con chính của mình. Đó, tôi xin hết. Cảm ơn cô. Hôm nay rất là may mắn là có mẹ của em ở đây, nhưng mà không có gia đình của bạn gái. Bây giờ em xem, đó, coi như gia đình của bạn gái đang ngồi xem truyền hình đi. Mình thưa hai bác, cho xin phép hai bác cho con quen với bạn gái và hứa điều gì với nhà gái đi. Dạ, tại vì thật ra hồi nãy em hơi run, cho nên là em không có nghe rõ tên của bạn thì... Dạ, em tên Hiền ạ. Dạ, ok. Dạ. Thì trước tiên thì trước anh máy quay thì con xin phép là chào hai bác. Thì con là một người dân xa xứ, em cũng vậy. Cho nên là tụi con đã có một cái cơ duyên đến được cái trường quay này để có thể thấy nhau và đã tìm hiểu nhau ở một ít nào đó. Nhưng con hy vọng là cái điều đó nó không quan trọng. Quan trọng là tương lai sau này tụi con sẽ cùng nhau phấn đấu, sẽ cùng nhau tiến tới những cái điều mà nó mình chưa đạt được. Con hứa với hai bác, nếu như mà bản thân của con với lại Hiền đây có thể được thành đôi thì chắc chắn con sẽ chăm sóc con hai bác tốt nhất có thể, những gì con có thể làm. Dạ, con xin hết ạ. Rồi, bác gái đứng qua bên kia giùm con. Hai bạn đứng sát bên nhau. Hợp đồng đã được in chia thành 3 bản. Hai bạn mỗi người một bản. Chương trình giữ một bản. Ký đi rồi chúng tôi photo. Có đóng dấu giáp like nữa. Dạ. Đọc kỹ rồi chưa? Dạ rồi ạ. Ghi tên mình vô đây. Có thể bỏ xuống bàn không? Đây, để cho bàn đây, dạ. Ký đây. Đó. Ghi rõ họ tên. Chúc tôi lấy mọc tình yêu tôi đóng vô. Ký giáp like, không giáp like luôn. Dạ rồi. Rồi. Hiền ký trước rồi. Dạ. Bác ký người làm chứng giùm con. Ký vô giữa. Dạ. Cho nó khỏi thoát luôn. Rồi. Thưa quý vị, hợp đồng ba bên đã ký. Chúng tôi sẽ đóng mộc đỏ tình yêu vô đây. Không chối cãi được nha. Những gì các bạn đã nói, đã hứa, đã ghi vào trong đây, cứ thế mà làm. Không được cãi nhau, phải nhường nhịn nhau, phải hy sinh lẫn nhau, phải chịu đựng lẫn nhau, cùng nhau nắm chặt tay nhau, không được buông tay ra, vượt qua phong ba bão tố để yêu nhau suốt cả cuộc đời này. Chúc hai em hạnh phúc. Rồi, nhớ in 3 bản nha. Đây là những giây phút mà tôi nghĩ rằng các bạn không bao giờ quên được trong cuộc sống này. Đây là những giây phút mà các bạn phải nhớ mãi, bởi vì nó sẽ tồn tại mãi trên mạng xã hội.